Ngọc Ánh xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà độc lập ở tổ dân phố Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời mọi người theo em vào vị trí căn nhà nhé. Với căn nhà được thiết kế và xây dựng là 4 tầng, diện tích 30m², hướng nhà là hướng Đông Bắc, giá chào bán chỉ 2,8 tỷ đồng với một căn nhà độc lập ở vị trí của Vạn Phúc, trung tâm Vạn Phúc, cách với cái chợ xanh cây cảnh mà ngay ban đầu mọi người có thể nhìn qua em quay với cái đoạn đầu video ấy, thì mọi người có thể biết rằng cái vị trí của cái căn nhà này và cái giá chào bán rất là hợp lý, sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ mọi người nha. Đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là sát hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực. Với một cái căn nhà xây độc lập, mặt ngõ riêng biệt và cái thiết kế và xây dựng 4 tầng, mời mọi người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà nhé. Với hiện trạng của ngôi nhà tính đến trên video mọi người đang xem thì căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Bởi vì sao ạ? Tất cả mọi thứ ở trong ngôi nhà này đều đã được hoàn thiện xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Nhấn mạnh lại mọi người nha, về hệ thống đèn led chiếu sáng, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh, hệ thống gạch ốp, gạch lát đều đã được hoàn thiện xong hết cả rồi. Đây chính là phần phòng khách mà em Ánh đang đứng, với gạch lát nền là gạch kích thước 60-60. Tông màu sơn của ngôi nhà là tông màu trắng sứ mọi người nha, rất là đẹp. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện đầy đủ cả rồi. Từ vị trí của cái căn nhà này mà ra tới chợ cây cảnh Vạn Phúc mọi người ạ, chỉ rơi vào phạm vi bán kính 300m thôi. Từ vị trí của cái ngôi nhà này cách với đường Tố Hữu mọi người ạ, cách với trục chính của đường Tố Hữu chỉ 100m thôi mọi người nha. Rất là thuận tiện với những cái sinh hoạt bên xung quanh, ví dụ như là chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, ủy ban nhân dân phường, rất là tiện lợi mọi người nha. Mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Đây, phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện đầy đủ về phụ kiện bếp, tủ bếp cũng như là trang trí, và về chậu rửa bát, vòi chậu đều đã được hoàn thiện xong hết cả rồi. Chất liệu tạo lên cái tủ bếp này là tủ gỗ xoan và sơn màu trắng mọi người ạ. Rất là tinh tế, rất là đẹp, tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn ạ. Đấy. Phía tầng 1 của ngôi nhà gồm có một nhà vệ sinh phụ. Nhà vệ sinh phụ này thì gồm đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước lên trên toàn bộ hệ thống 4 tầng của ngôi nhà mọi người nha. Ngõ đi vào từ vị trí của căn nhà mà đi ra tới trục chính, ngõ vào cũng rất là rộng mọi người ạ. Mặt bậc cổ bậc cầu thang được lát đá xanh, hệ thống tay vịn cầu thang được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mời mọi người theo em lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào phía phòng vệ sinh trước nhé. Phòng vệ sinh của ngôi nhà đây mọi người ạ. Thiết kế đơn giản nhưng mà đầy đủ mọi công năng. Và chủ đầu tư có lắp thêm một cái bình nóng lạnh ở phía tầng 2, nhà vệ sinh tầng 2 đây. Cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm kính mọi người ơi. Và đây chính là phần phòng ngủ tầng 2. Căn phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà với cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện mọi người nha. Đầy đủ về ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa riêng của từng căn phòng. Với cái căn phòng ngủ này cũng rất là rộng mọi người ạ, nó rơi vào khoảng tầm 23-25m. Hướng thì là hướng Đông Bắc mọi người nha. Cửa thông phòng được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Đây là tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ, cũng gồm có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy. Thực ra thì với cái ngôi nhà này thiết kế rất là đơn giản, và quan trọng nhất là cái vị trí của nó mọi người ạ. Quan trọng là cái vị trí của ngôi nhà thì rất là gần
gần với lại trung tâm của Hà Đông, nó là gần như trung tâm của phường Vạn Phúc luôn. Đi lên đưa Tố Hữu như thuận tiện với lại mình đi làm ấy, nếu như mà vợ chồng trẻ mà đi làm loanh quanh khu Tố Hữu này hoặc là bên Đại Mỗ, Ngọc Trục các thứ thì ở đây vị trí căn nhà này rất là tiện. Nhà vệ sinh của trên khu vực tầng 3 cũng vậy, cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 và cũng có thêm một cái bình nóng lạnh mọi người nha. Cuối cùng mời mọi người theo em hướng lên trên phía tầng 4. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế là gồm có một phòng thờ, một phòng ngủ và một sân phơi mọi người nha. Thì đây chính là cái khu phòng thờ này. Với cái diện tích nhà là 30m, chủ đầu tư cũng cố gắng thiết kế đầy đủ mọi cái công năng cho một hộ gia đình, tối ưu nhất phòng ngủ trong gia đình mọi người nha. Tổng vị trí là 3 phòng ngủ của ngôi nhà này. Đây là có thêm một phòng ngủ nữa mọi người ạ. Đấy. Và đây là khu vực sân phơi. Đó. Từ khoảng cách khu vực này mọi người có thể nhìn xung quanh rất là nhiều, nằm trong khu vực dân cư đông đúc. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này với giá bán 2 tỷ 8 nằm ở tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đều đã có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Ngoài video mọi người đang xem, bên em còn rất là nhiều những cái căn nhà khác với cái giá trị khác nhau. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!